Mời bạn sẽ bước ngay lên trên sân khấu và nhận một tràng pháo tay thật lớn từ các khán giả. Thí sinh có số điểm thành phần là 9,5, 9,5, 9,5, 9, 8,5, 8,5, 9,2 và 9. Tổng điểm là 72,7 điểm. Xin được chúc mừng số báo danh 06 Trần Vinh Quang, chàng trai đến từ ban nhạc có cái tên trùng với hãng chuyên các loại xếp hình Lego Band. Và người thứ hai với tổng điểm 73,1. Các điểm thành phần 9,7, 9,5, 9,5, 9,8, 8,5, 8, 9 và 9,1 là người có số báo danh 09 Nguyễn Đình Nhật Minh. Xin được chúc mừng bạn. Ngoại hình ít rocker nhất trong top 5 đấy nhở, đúng không? Tóc hơi đan trường một tí. Và người cuối cùng trong top 3, số báo danh chưa nói vội, tổng điểm cao nhất 74,5 điểm. 9,5, 9,5, 9,7, 3 con 9 liên tiếp, 9,5 và 9,3. Số báo danh 07 Nguyễn Việt Lâm. Và đây là top 3 cuộc thi bức tường cover. Top 3, một trong những người này sẽ nhận được giải thưởng cao nhất là 100 triệu đồng. Và dĩ nhiên họ cũng sẽ có mặt trong tour lưu diễn tháng 3 sắp tới của ban nhạc bức tường. Không biết lúc này các giám khảo có thấy là cả ba người đã đủ điều kiện về ngoại hình chưa? Dạ, một đại diện lên tiếng đi ạ, của ban nhạc bức tường ạ, xin mời các anh. Alo, alo. Xin mời anh. Trước tiên là cho tôi được nói vài lời cảm xúc của mình. Vâng ạ. Khi tôi đến đây trong một cái không gian như thế này, tôi tưởng tượng lại cái ngày đôi bàn tay thắp lửa mà anh em cũng vừa làm, với một mong muốn là anh Lập sẽ tiếp tục truyền cái ngọn lửa. Và đến đây thì ngoài những cái ý kiến chuyên môn của các anh em thì tôi rất kỳ vọng vào một cái tinh thần truyền lửa. Và với ba bạn ở đây, với ba cá tính khá là khác nhau, nhưng mà các bạn đều mang chung một cái tinh thần mà chúng tôi đánh giá rất là cao. Đó là các bạn ấy có thể đứng cạnh các anh Nhất Cường và truyền cái ngọn lửa của anh Lập, truyền cái tinh thần nhân ái, truyền những cái ý chí sống của anh Lập đến một cái thế giới trẻ hơn và cho cái thế giới mai sau. Xin cảm ơn các bạn rất tuyệt vời. Và top 3 sẽ chuẩn bị sẵn sàng bước vào phần trình diễn của mình. Cũng xin được chúc mừng thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất với lượt bình chọn là 132. Đó là Nguyễn Đình Nhật Minh, số báo danh 09. Xin chúc mừng bạn. Ở vòng cuối cùng này, mỗi người sẽ lại trình diễn một ca khúc của ban nhạc bức tường. Và các bạn khán giả vẫn được quyền bình chọn cho thí sinh mà các bạn yêu thích nhất để người đó nhận